Mỹ có giật iPhone nữa hả? Mỹ có cưỡng chế đất không? Mỹ có một người ra tranh cử tổng thống không? Mỹ có giật iPhone là cả nùi nha. Mỹ nó giật đồ cũng là cả đống luôn, ông đừng có xạo cờ hó. Còn cái vụ mà cưỡng chế đất hả? Ông muốn nói cái gì? Đó. Còn Mỹ có một người ra tranh cử tổng thống không? Không, Mỹ có hai người nha. Rồi có vấn đề, nhưng một người sao gọi là tranh cử được? Một người gọi là đề cử. Ngu. Ngu. Khịa Việt Nam mà ngu. Đúng không? Mấy bạn thấy tôi nói đồng ý không? Một người là đề cử chứ không phải một người là tranh cử. Có hiểu cái gì mà đề cử với tranh cử không? Hả? Còn mẹ ông hỏi Mỹ có cưỡng chế đất không? Cái đó ông có nội tôi cũng biết nó có cưỡng chế hay không nữa. Nhưng mà nhiều khi nói xui xui á, cái nhà của ông đang ở, miếng đất của ông đang ở đó, ở dưới miếng đất đó có nấm mồ quan quan chủ đó. Đó, ở tức là ở dưới đất đó có cái vong hồn của thằng khứa nào cách đây 200-300 năm trước nó bị oan đó mấy em. Tối lên nó bóp cổ cũng chết mẹ thôi, cái tật cà khịa ngu. Đó. Nó nông sân tay giống khịa ẩu quá. Hiểu không em? Cà khịa rất ẩu. Tao nói mẹ mày, cái thành phố ngày hôm nay nó đẹp á là ngày xưa nó là một một, một lớp máu nó gì cui nằm dưới đó. Anh chỉ nói mày chừng đó thôi. Đúng không? Mày biết cái đất nước Việt Nam của mình có được ngày hôm nay nó thì cũng mẹ một đống xương lính Mỹ nằm dưới đó. Nó một đống xương lính Mỹ nằm ở dưới đó. Biết bao nhiêu máu nó đổ đầu nó rơi. Hiểu chưa? Thì thằng Mỹ ngày hôm nay nó cũng vậy thôi. Mẹ dưới chân nhà của ông Sơn Tây cũng có đống xác chết. Không biết có cưỡng chế không thì không biết thiệt. Sao dám biết, sao dám nói. Hiểu không? Cũng đóng thằng nô lệ chết mẹ nó nằm ở dưới, cũng đóng mẹ lính lác đồ nó đi đồ đồ cũng chết bà nó dưới luôn. Nha. Bớt chửi thề anh ơi, có chửi chứ không có thề. 3 triệu. Mày Athlon mày dám sửa lưng tao là 3 triệu. Nó đam cho nó thẳng. Hiểu chưa? Còn tranh cử nó khác là đề cử. Hiểu chưa? Ở Việt Nam này không ai dùng chữ tranh cử. Ở Việt Nam này là đề cử. Muốn khịa thì khịa cho nó đúng. Nhen. Đó. Còn bây giờ đó, nói về bầu cử hả? Đâu mà bầu cử Mỹ nó nát nhất hành tinh luôn. Nè. Khịa hả ông nội? Cái tật khịa xong ăn đam xong cái chạy không à. Đó. Vô rừng ngủ, vô rừng ngủ cậy ông chứ. Ông mới khịa vô duyên. Ăn đam, đam không lại chạy. Đúng không mấy em? Nó đang không chạy kìa. Còn bây giờ nói về bầu cử Mỹ nó nhục nhã nhất hành tinh luôn rồi, không còn nói ra bằng nữa đó. Thí dụ như cái chuyện mà bầu cử Mỹ mà nó diễn ra bên Indonesia hay bên Campuchia nó bình thường. Tại vì hai nước đó là hai nước nghèo. Ờ mày nghèo thì mày ngu thôi. Còn bây giờ thằng Mỹ không ngu, thằng Mỹ nó khôn, sao nó mắc bẫy vậy? Đúng không? Nó đam đi. Thí dụ như cuộc bầu cử mà nằm G7 vậy là đối với tao là nhục nhã. Đối với tao là nhục nhã. Nín mẹ luôn, không dám nói luôn. Nó đam ngược lại cho nhục. Còn ở bên Indonesia hay bên Thái Lan chứ nói chuyện bình thường. Nát rồi sao, khi nào cộng sản Mỹ cướp chính quyền vậy? Đâu cần cộng sản cướp chính quyền, thằng dân chủ Mỹ nó cướp cũng khác con mẹ gì cộng sản không? Bởi vậy nói ngu nữa. Đúng không các bạn? Cái cộng sản chỉ là cái tên thôi à. Ở bên Mỹ nó không có tên cộng sản, nó có tên đảng dân chủ, nó cướp mẹ cái chính quyền, nó có khác chỗ nào không? Lo mà đi giành đi, sợ quần. Tôi nói đúng không các bạn? Hả? Tôi là đẻ ra đời chuyên trị mấy con đá cá làm dừa vậy đó. Nè. Hợp lý chưa? Nó. Bây giờ cộng gì cộng cũng là cái tên thôi. Nó. Bây giờ thằng dân chủ đang cướp chính quyền kìa, qua bển giành đi, qua bển cứu Trump đi. Nó hay là tiễn Trump về với Chúa luôn. Nó xào chẻ bầu cử kìa, gian lận phần mềm Dominion kìa. Nó qua bắt đi, đưa nó ra ánh sáng của công lý đi. Đá cá lăn dừa hả sân tây? Cú nào cũng đàm được hết á. Thánh đàm mà. Ngày 4 tháng 12 là ngày quan trọng, ngày quan trọng của đại cử tri lật kèo cao. Đậu nét, nếu mà nó lật kèo kiểu đó nó tát vô mặt thằng Mỹ còn nhục hơn. Tao nói thiệt. Bây giờ tao nói thẳng với mày luôn, nếu mà ngày 14 tháng 2 mà đại cử tri bầu cho Trump, mẹ thằng Mỹ nó còn nhục hơn bây giờ. Bây giờ cùng lắm nó nói rằng thằng kia xào chẻ hay quá thua không tức. Đó.
Còn bây giờ tự nhiên mày lập cái kiểu đó là gì? Mày phản bội người dân. Người dân người ta bầu cho Biden, đúng không? Người dân người ta bầu cho Biden chứ người dân người ta đâu có, người ta đâu bầu cho Trump đâu, mà mày thằng đại cử tri nó có quyền nó bầu cho Trump để bầu cử mày làm mỹ dân nè à. Cái đó còn nhục dữ nữa. Rồi sao sân Tây hay ẩn như ở đây, đảng dân chủ Mỹ có thờ Mác Lê nữa hả? Giống cộng sản mà. Đảng dân chủ Mỹ đâu có thờ Mác Lê, nó đội Trung Quốc lên đầu luôn rồi còn, còn mẹ nhục hơn thờ Mác Lê nữa đó. Làm vậy được không mấy em? Bây giờ đó, đảng đảng dân chủ Mỹ nó không có thờ Mác Lê, nó đội mẹ Trung Quốc lên đầu luôn rồi. Thì vậy á thì sao mà Trung Quốc thì thờ ai? Nhục mà bị đặt sẩu chó. Nó đam đi. Nó, thí dụ ông lôi Cộng hòa đó thì ông chết, ông lôi dân chủ ra kiểu nào cũng chết với tôi hết á. Rồi đam đi mấy em. Nó mấy em ghi sổ vô nha, ghi sổ nha, đảng dân chủ Mỹ không có thờ Mác Lê, nói với Nguyễn Đam vậy đó. Cãi đi. Có phải là đảng dân chủ Mỹ đó đội Trung Quốc mà lên đầu mẹ luôn rồi chưa? Ông ăn rồi có nhiêu tiền nuôi cho Trung Quốc không, làm giàu Trung Quốc không, mà Trung Quốc thờ ai vậy? Hàng Trung Quốc có độc tài mà ba. Hàng Trung Quốc nó thảm, nó thảm sát Tân Cương đồ mà ba, đâu má đội nó lên đầu nữa, đúng không? Nó một câu ghi lịch sử nè. Bây giờ á Trung Quốc á là do Liên Xô đẻ ra, nhưng mà nuôi Trung Quốc bé bự á làm Mỹ đế rồi xong đó, ghi sổ đi mấy em. Rồi giống như là con virus corona là do Trung Quốc đẻ ra, nhưng mà nuôi cho nó bự cho nó béo lên, nó mạnh lên, nó có vỏ đó là Mỹ đế đó. Mấy hai câu đó là hai câu huyền thoại của anh nha, tôi phải ghi vô nha, mai mốt mấy nào bắt chước ăn cắp là không được. Rồi xong sao dân chủ có ý kiến còi nữa không? Nó giờ mấy ăn Mỹ, thằng Mỹ tao nói thiệt, mà tao đang đang ngược đang xuôi đang kiểu gì cũng ăn hết đó. Đó bây giờ mày thờ Cộng hòa tao bợp kiểu khác, thờ dân chủ tao bợp kiểu khác, nó còn không thờ nào tao bợp kiểu khác, chơi kiểu nào. Này thì mẹ thờ Mác Lê hả? Đội Trung Quốc lên đầu chỗ nào vậy anh? Tao nói cho mày chỗ đội nè, cái thời á mà Trung Quốc chơi với Liên Xô á đi xe đạp không à, mà cái thời á hàng Trung Quốc chơi với Mỹ á là hàng Trung Quốc bây giờ nó có Huawei đó, hiểu chưa? Nó có Huawei rồi. So tiếp nè, cái thời á thằng Trung Quốc á mà nó chơi với Liên Xô á nó nghèo thấy mẹ luôn à, GDP thôi coi như ói khỏi tính, khỏi khỏi đếm bỏ luôn. Mà cái thời á Trung Quốc chơi với Mỹ á GDP đứng thứ hai thế giới đó, thì có phải là Mỹ đội Trung Quốc lên đầu chưa? Mà đội thêm chừng 10 năm nữa thôi thằng 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 Trung Quốc nó vượt Mỹ luôn, nó vượt GDP tổng là chắc rồi còn gì nữa. Tao nói mày đội chừng 10 năm nữa thôi là GDP tổng là Trung Quốc ăn chứ ăn Mỹ rồi đó, nó ăn Mỹ luôn rồi. Xong rồi giờ cỡ nhân Bill Gates đúng không, giờ Bill Gates tao tài phiệt thôi, Mỹ Trung Quốc gì cả mẹ tụi mày, tao làm giàu hai bên đó, tao làm giàu hai bên, chừng nào Mỹ mạnh tao ở Mỹ, chừng nào mày Mỹ yếu tao qua Tàu, xong game luôn. Làm quần gì nhau, tối uống cà phê đi nhậu với ông Tập rồi làm gì nhau, đúng không? Ở bên Mỹ thì nhậu với ông Biden, qua bên Trung Quốc nhậu với ông Tập, đó là Bill Gates, xộn gì nữa không? Ông mới chỉ có phận dân cu đen nhục như chó thôi, chứ tài phiệt tao mắc ngán tao nhục nó cãi đi. Anh nói đúng không? Mà nói tiếp nữa này nha, ủa Trung Quốc nó giàu nhanh vậy trong thời nào vậy? Trong thời dân chủ hay thời Cộng hòa hả? Thời dân chủ hay thời Cộng hòa? Bây giờ á nói ra sách bắt cái chứng luôn. Ok, trước năm 95 người ta không biết Tàu là mẹ gì hết trơn á, thề luôn, trước năm 95 không biết Trung Quốc là gì hết. Nhưng mà từ năm 95 trở đổ đi, đúng không? Từ năm 95 đổ đi là Trung Quốc nó mạnh lên. Vậy tôi đếm cho mày nghe nha, năm 95, năm năm năm, năm từ từ chín mấy đó, năm năm chín chín ba chín bốn chín năm gì đó, tới năm 2000 đó, đời đó ai? Cộng hòa hay dân chủ? Cộng hòa hay dân chủ, đúng chưa? Mày có chịu tao 8 năm dân chủ chưa? Nó 8 năm dân chủ, ok, xong rồi tới 8 năm bút con là 8 năm cộng hòa, coi như triệt tiêu què, đúng chưa? Khỏi cãi, tao nói này khỏi cãi luôn. Xong rồi tới 8 năm dân chủ Obama nữa, đúng không? Xong rồi tới 4 năm cộng hòa Trump. Vậy là bây giờ là tỷ lệ 1-2 đó, tỷ lệ 1-2 là giờ theo luật bầu cử, tỷ lệ 1-2 thì bên hai ăn là tính cho dân chủ, cộng hòa nhịn. Thì có phải là dân chủ đội Trung Quốc là đầu chưa? Phục không? Không phục cũng phải chịu thôi hà, chứ sao cãi.
đúng không? Còn Cộng hòa, Cộng hòa có 8 năm của bút con, 8 năm bút con Trung Quốc đã chọi cho bút cho qua bên áp ra để tăng rồi xong chết ngắt ở bển luôn. Đó. Nó chọi bên áp ra để tăng rồi xong lo lu su cái đống bên bên, 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 bên Trung Đông nữa đó. Rồi xong thờ lên thờ 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 Trung Quốc nữa. Rồi, phụt hay không? Còn bây giờ đó ông gì quên mẹ rồi. Ông sân Tây đúng không? Ông thích nói chuyện chính trị đúng không? Ông thích nói chữ độc tài đúng không? Bữa nay anh nói cho mày chữ độc tài nè. Bây giờ đó, ông nói á, Việt Nam mình thì quá tốt rồi không có bàn, Việt Nam mình không có đứng trong cuộc chiến Mỹ Trung. Rồi. Nha. Rồi bây giờ đó. Đó, mấy em có thấy không? Mấy em có thấy từ từ ông mới khiện câu này tôi đọc xong này tôi đọc tới câu kia là ông tắt nứng luôn đó. Bây giờ Trung Quốc á với Mỹ thằng nào chống Covid tốt hơn, trả lời đi mấy em, thằng Trung Quốc với Mỹ thằng nào chống Covid tốt hơn mà thằng nào bị chết vì Covid nhiều hơn nó, thì từ từ tự tôi bay suy ra đi đó. Ở đây anh nói, anh không nói là thằng Trung Quốc nó tốt hơn Mỹ, nhưng mà thằng Trung Quốc nó vẫn có những điểm nó xử lý ngọt hơn thằng Mỹ nhiều. À, tại vì thằng Mỹ á quyền lực nó bị phân tán ra, nó không có tập trung được đúng không, nên Covid này nó cắn là chết từ từ luôn đó, chết là cắn từ từ luôn đúng chưa. Rồi trời ơi ông Trương Phạm này tôi không muốn quất ông thôi chứ ông nói nghe thấy ghét. Ông khịa nè, tao đọc cho mày khịa: tôi có tiểu sử bệnh tâm thần nên đam vậy thôi, thông cảm nghe. Ông khịa cái gì đúng không, ông đang khịa một cái ông mà đã bị ngã ngựa đúng không, một cái ông nằm ở trong quỹ dương trong 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 quỹ viên trung ương đảng thôi, ông đó cựu chủ tịch Hà Nội đúng không, ông đang khỉ ông đó chứ gì. Tôi gõ cho mỏ ông cái ông ngáo chết ngắt luôn, bây giờ tôi lôi tên Biden ra tôi khỉ đúng không. Biden là tổng thống thứ 46 của Mỹ bị khùng đó ba, khùng nhiều lần lên truyền thông nói tụi mấy mấy bạn biết rồi đúng không, không cần tôi kể lại đó. Thì bây giờ ok tôi nhận ông này bị tiền sử tâm thần, ông cũng phải nhận tôi ông kia bị, bây giờ ông nào chức bự hơn vụ láo không. Nói rồi đa mấy kèo này nó kèo nào cũng ăn hết á, rồi dứt vô mấy bạn đúng không, nó ổng khịa cái bài báo hồi chiều hồi trưa gì đó. Rồi tôi chỉ thẳng là hẳn ông luôn Biden, ông Biden cho dù ông có thắng hay không hay có thua không biết, ông Biden ổng từng là phó tổng thống, ổng từng là một chính trị gia 47 năm đúng không, đâu vậy dân Mỹ bị liệt giường hết sao để cho ông khùng nó làm chính trị gia mà bây giờ chuẩn bị làm tổng thống thứ 46 của Mỹ nữa kìa. Nó tôi chưa nói cuộc bầu cử này gian lận nha, tôi chỉ nói ông nói chuyện sai nhiều thôi. Nó ông cà bập ông lên ông nói nhiều quá tôi kêu ông lú được không. Nó xạo xạo mình không có binh, ví dụ ai bị tâm thần ai bị gì đó cày người ta, nhưng mà giờ tôi chịu ông cái chức này đó thì ông phải chịu tôi cái chức kia đó. Ủa tôi khịa ai vậy ta? Khịa ai thì tự người đó biết đúng không? Ông nói chuyện thì ông phải biết ông đang khịa ai, và tôi dư sức tôi biết ông đang khịa ai. Còn tôi không có khịa, tôi đặt tôi chỉ thẳng cái tên luôn à. Mắc cái quần gì phải khịa đúng không? Mấy bạn thấy tôi đâu có khịa đâu, tôi chỉ thẳng cái tên luôn. Tôi nói ông Biden á, Joe Biden, nó nói rõ ràng mà, khịa gì? Chơi như vậy mới đàn ông, hiểu chưa? Còn bây giờ á, mẹ đi khịa bị người ta bóp trúng cái đuôi rồi, bị đặt chạy hả ba. Rồi sao tiếp nách, hôm nãy giờ đam hay sơ sơ 7-8 cú hay cú nào ăn không ấy à, cú nào ăn hết á. Ăn cái quần què toàn ngụy biện, ông thua thì ông nhận mẹ ngụy biện chỗ nào, ủa nãy giờ ngụy biện chỗ nào, trời ông này bị khùng ấy. Cái tật chơi mà thua không có nhận, hèn chi suốt cuộc đời chỉ là Mỹ màu thôi đó, thua mà nhận mẹ đi, người ta còn nể là Mỹ thiệt đúng không, thua mẹ thua mà không chịu nhận á là đại diện của Mỹ màu từ đời cha tới đời con tới đời cháu luôn đó mấy bạn. Cái tật chơi vậy đó, thua mà giờ nhận hết á đó.
Đời cha là đời nào? Ừ, đời cha là đời năm 1955 á. Cái đời đó là đời một đó. Nó đời con là đời nào? Đời con là năm 75 á, đời cháu là bây giờ rồi. Thua từ đời cha, đời con tới đời cháu không ai nhận hết. Nói có sách bắt chứng cho mấy em trẻ hiểu, đúng không? Thua đời cha là thua gì? Bầu cử thua không chịu nhận. Không chịu nhận dẫn ra tới cái thua năm 75. Cái thua năm 75 đẻ là cái thua bây giờ đó, cái thua bây giờ thua nhục nhã mà thua không chịu nhận. Nó hợp lý không mấy em? Anh nói chuyện là bảo đảm mày là có sách bắt có chứng đàng hoàng khỏi chạy đâu hết. Nó tao nói là cha nào con nấy mà. Nha mấy bạn. Nên mấy bạn đừng có học cái tật mẹ thua không chịu nhận là chết. Khi mà mình thua, người ta nói mình không nhận, mình lạng qua lạng lại, lạng qua lạng lại là mình chỉ có chết thôi. Nha. Mình nhận mẹ đi, ok, nó hết nói rồi. Thí dụ như có chơi á, thì quân tử như ông Hoàng Duy Hùng, ông nhận mẹ cái hết đam luôn. Nó đúng không, ông nhận mẹ đam gì nữa. Xong rồi cái người ta hỏi ông, ủa sao ngày xưa ông nói tầm bậy tầm bạ này nọ kia các kiểu, ông nói sai sự thật thì ông xin lỗi đi. Ừ tôi nói sai tôi xin lỗi, tại ngày xưa tôi bị nhồi sọ rồi nín luôn đam gì nữa, giờ đâu cãi câu nào đâu, thấy không? Nếu mà cái cú đó mà ông Hoàng Duy Hùng mà ông ngọn cãi là ông chết bà ông rồi. Nó bởi vì ông là luật sư ông khôn, ông khôn lắm, luật sư mà bây giờ cái đó sai không thể cãi, mà cãi cái tội nặng hơn nên nhận luôn, nên cãi lộn luật sư coi chừng. Coi chừng nha. Vua chuột làm clip về Thủy Tiên, MC Phan Anh mà cuối clip nó không nói sao mặt trận Tổ quốc không minh bạch số liệu, cái này nên đam làm sao anh, cái này yếu lắm, để cho Tuấn tiền tỷ nó đam đi em, không cần đam chúa nhanh ra tay đâu. Sao sai bằng cái chịu cái gì, sao sai bằng không chịu nhận gì ta, à cải cách ruộng đất tem phiếu tập trung kinh tế hợp tác xã. Ủa cái đó nhận sai lâu rồi ông nội, độ năm năm 86 ông đu cạn ông vượt biên ông biết mẹ gì, đúng không? Mấy cái đó nhận mẹ hết rồi. Cải cách ruộng đất thì Bác Hồ nhận từ hồi xưa luôn chứ không cần tới năm 86, dẫn chứng mà cũng dẫn chứng ngu nữa đó, thêm một cái tật chối nữa ra cái là tôi hợp luôn cái đó à. Hiểu chưa? Anh Duy chuyên trị ca khó mà mấy em. Không có gì phải ngại cả. Ừ, cái đó đại hội đảng năm thứ 6, năm 1986 tao 1 tuổi nhận sai rồi. Cái đó là cái gì? Khuyết điểm sai lầm ở trong chính sách nhận sai hết. Giờ đổi rồi. Ý kiến còi gì nữa không? Trời ơi, đam mà dữ liệu đó. Cái dữ liệu đưa ra đã tầm bậy rồi. Đam cái gì nữa ông nội? Hả? Hả? Sao có ý kiến cái còi gì không? Nước Mỹ có nền văn minh thượng đẳng nhưng lại sinh ra một lũ ba sọc thuộc tầng thượng đẳng, thuộc hạ đẳng nhất quả đất. Ai đâu ai nói tầm bậy, cái này là phải đam nha, cái này là phải đam nha bạn. Bạn nói cái đó đó, tôi nói là một con chó nó rất là đẹp, mẹ tự nhiên con ve chó nó bay vô nó ở, thì cái đó đâu thể nào nói con chó đẹp nó đẻ ra con ve chó được, đúng không? Nên đồng chí nói câu đó là tầm bậy, phe mình đam luôn, quân tử mà khách quan mấy em, nên ông đó nói câu đó tôi không đồng ý, đúng không? Nước Mỹ không có đẻ ra bọn đó đâu, mới tự nhiên đâu đổ đâu nó bơi biển qua mà, chứ đâu có đẻ đâu ông nội. Ví dụ như bạn dùng chữ nuôi thì là có, nuôi cái thương hại quá nó nuôi thôi đó. Chứ bây giờ nó nhà giàu đúng không, mẹ bây giờ tới ăn xin nửa chén cơm đồ này nọ kia, mà biết bao nhiêu cặp mắt đang nhìn vô nó, rồi thôi nó bố thí cho mày chén cơm cơm thừa canh cặn đồ ăn đi ba, chứ nãy giờ nó đuổi đi người ta nói trời ơi thằng Duy Nguyễn nó giàu mà nó không thương người, người ta đã đu càng qua tới bên đây, người ta đối diện cái sống cái chết, người ta tìm xứ sở Tây Long rồi đúng không, mà không có thương người đuổi người ta đi coi sao được. Ông hiểu đó là cái lòng từ thiện nó, nhưng mà cái từ thiện cái nhân nghĩa đó cho thiên hạ nó coi, hiểu chưa? Chứ mà cái đó đó nếu mà nằm ở trong rừng á thì bảo đảm mà 16 bắn chết hết rồi, nó chẳng qua là nó sồn sồn lên cả thế giới ta nhìn vô thôi. Ông phải hiểu như vậy, cuộc sống này nó là vậy thôi à.